Xin chào cả nhà đã đến với kênh Hàng Nhập Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay ngày 4 tháng 9 em lên hai clip. Clip đầu này sẽ là một số hàng mới thanh lý của hàng siêu thị Nhật Bản, trang Amazon Nhật Bản anh chị. Mã em lên hôm nay là mã G ạ. Mã đầu tiên, mã G150, là bộ đệm cho cái chân thắng với chân đạp xe ô tô. Cái thành phần ở trên này là nhôm, ở dưới này là cao su ha anh chị. Này xe nào cũng gài được. Bộ này em bán 150. G2 280. Bình đựng cồn. Cái này là bằng inox nguyên khối ha anh chị. Không phải bằng ghép nha. Inox nguyên khối. Bình này to. Bình này là loại size to nha. Nguyên khối nó dài, nó rộng, nó là khoảng 10 cm. Nguyên khối có hai đường xước này ha. Còn chai dầu thì mình vặn ở đây. Cái chốt ở đây bằng đồng. Có nắp đậy nè ha, đậy tắt lửa. Cái bình này em bán là 280. G3, một bộ để gắn vô xe ô tô, gắn chia mấy cái cục này cho xe ô tô anh chị ha. Này nó có các điều khiển cảm ứng luôn. Hàng bao xài, cái dây này có thể nối dài ha anh chị. Nối dài ở trên, nối từ trên nguồn xuống hàng ghế sau. 150 cái này ạ. G4 450. Cục sạc dự phòng. Cục này thì nó có dây sạc ra cho cái này, cho Galaxy loại này nữa, rồi cho iPhone. Cái dây này để cắm vô cái mấy cái cổng USB như vậy nè anh chị, cổng USB. Cái củ sạc để sạc pin luôn. Cái cổng này không vừa ta. Cổng này cắm như cắm vô cái củ sạc bình thường của mình á. Hình như cái này cắm vô này không đúng. Nó cái củ sạc bình thường của mình cắm vô mới được. Cái này dùng để sạc pin luôn nha anh chị. Công suất của nó là 40.000 mAh. Này dùng để đỡ điện thoại nè. Để đỡ điện thoại. Bề mặt của nó thì hơi xước nha anh chị. Bật được đèn. Cái này của Soria 5V 2.1A. G5 180. Cái này để sạc pin. Bộ sạc pin. Một chấm bốn vôn đến 1000 mA output. Thông số nó đây anh chị ha. Bộ này là 180. G6 150. Cái này mới nó 500 á nha anh chị. Này hàng Trung Quốc xuất Nhật. Kính lấp.
Đường kính của cái này là 8 xăng. Chất chất của chỗ tay cầm này hình như bằng nhựa hay là gỗ gì đấy. Những cái này chắc bằng nhựa. Tay cầm bằng nhựa. Chị xem độ rõ của nó ha. Trăm rưỡi một cái. G6, G7 500. Bộ lắp vô cho xe máy á. Bóp còi, đèn. Bộ này đổ vô cho xe máy, đổ đèn, đổ điều khiển. Đèn xa, đèn gần. Trái phải. Này nhá đèn phải, này nhá đèn. Đá đèn. Bộ này 500 ha anh chị. G8 80.000. Bộ này dùng để quạt. Quạt để quạt sơn móng tay. Hàng Trung, hàng Nhật sản xuất ở Trung Quốc nè. Có người không thích làm, không thích sấy móng tay bằng laser á, bằng bằng mấy cái điện, bằng mấy cái tia laser á, thì mình xài cái này ha. Đây. Quạt 80.000 thôi. Cắm điện vào anh chị ha. Bữa bán cái này bán 100 em sale. Sale còn 80. Cái này anh chị có thể cắm điện vô bình thường hoặc mình cắm vô cục sạc cũng được nè anh chị. Chạy quạt ha. Cái chỗ này dựng lên cho nó cao lên nè. Cái này. Này về xài cục sạc dự phòng để xài cái quạt này cũng được. Xài mát cũng được, không phải sấy tay cũng được. Nó có một mức điện thôi. Còn không thì nhà anh chị có củ sạc mà củ sạc điện thoại á, cắm vào xài cũng được nè. Nghìn anh chị. G9. Một bộ đèn. Hai trăm rưỡi. Đèn cái hộp kỹ. Đèn cắm trại ha. Hàng này lâu lâu mới có. Đây, có chân. Nó mới sạc được 2 cục thôi anh chị ha. 2 cục thì mới này dưới mê. Chế độ tiết kiệm điện. Chế độ rọi, chế độ để tại chỗ, để tại chỗ mình treo lên. Treo lên cao thì xài cái này nó sẽ che bớt mưa. Che bớt mưa ha, nó rọi đèn xuống ha. Đây. Cái này. Ok. Nó có cái chân gì đây nữa ta. Nó còn cái cặp chân. Cái cặp chân này hình như dư sao lắp không vừa rồi. Nó có cặp chân này rồi. Cặp chân này dư ha anh chị. Không phải của nó đâu.
lắp không vừa đâu. Cái này khi mình rút sạc ra ở đây nè anh chị, chỗ này gỡ này ra ha, cắm sạc vô rồi dây sạc nó lại rơi đâu rồi. Cái chỗ này anh chị, khi kéo ra nó rất dễ, khi kéo ra để sạc nó rất dễ bung ở chỗ này. Ông chồng em không đem hàng lại xung quanh nhìn nó hơi, nó hơi bị xấu xíu ha. Tại như mấy cái trước anh thể thấy là nếu mà kéo ra sạc á thì nó hay bung cái chỗ này nè, ống hàng lại luôn. Xong rồi kéo ra sạc chỗ này thì nó dễ hơn. Lắp vô lại cái này. Đấy, lắp vô. Khi xài lắp vô thì nó sẽ không có bị thấy xấu ha. Mẫu này em bán 250. Một số mặt hàng anh chị không biết khi nào có lại, anh chị hay dặn em khi nào có báo, nhưng mà em bình thường em không biết nhận, nhưng mà nói nhiều thì em cũng sẽ nhận. Nhưng mà biết sao không? Nhiều hồi em quay, nó quay xong trễ đó, em đâu có nhắn kịp cho anh chị đâu. Cho nên anh chị cứ bấm theo dõi, mình chủ động mình đặt mua ha. Dặn em rồi em không, em quên rồi em không nhắn được, em mất công dặn nữa. G9, G10, 500 ạ. G10 cái cắm điện, cái đây để massage điện đây anh chị. Cái này chữ Nhật ha, cái này hàng Nhật gia công ở Trung Quốc mà. Cái này, cái lọ này dùng dầu massage, không biết người ta dùng dầu massage hay là dùng nước gì đấy. Cắm điện vào, xài cái cục dự phòng này thì không cần cái dây, nó có cái này nè. Nó lên điện nè anh chị. Mức 1, nó ở một mức vậy ta, sao điều khiển nó không được. Lock đây, bấm cái nút lock là không điều chỉnh được. Cách sử dụng anh chị điều khiển ha, anh chị tìm hiểu nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này hẹn giờ thì phải. Rồi cái này lock là không điều khiển được. Rồi mẫu này hình như mới nó gần cả triệu một cái nha anh chị. Hàng ý là hàng trong hộp, hàng người ta bán á, trên mạng thì phải 1 triệu một cái. Cái này em bán hàng thanh lý thì nó giá rất là rẻ. Ủa nó sạc pin được ta, sao tắt rồi mà nó vẫn còn sáng nè. Cái này hên xui đi, không biết nó sạc pin được không. Cái chai rớt. Mẫu này em bán 500 ha. Nó dùng để massage xung điện gì anh chị chụp ở màn hình thì anh chị chụp hình cái này lại là anh chị xem cách hướng dẫn của nó ha. Hướng dẫn sử dụng. G11 150. Cái dây đồng hồ cho Apple Watch. Dây này màu đen nha anh chị, mấy đợt nó có dây tím, dây da. Mà loại này thì nó màu đen. Có hết 500 cho anh chị nè. Dây kim loại màu đen thì nó sẽ này, nó hít lại nè, nó sẽ sáng da hơn, đẹp hơn. 150 cái này. Dây đồng hồ cho Apple Watch G11, G12 50.000. Tai phone cho iPhone ha. Loại tai phone này tai phone nhái thôi nha anh chị, tại vì nó sẽ phải dùng kết nối Bluetooth nữa, không phải tai phone zin đâu. 50.000. Mẹ em test thử rồi á. G13 150.
30A 12V. 150 cái này. Dây này là 30A 12V nha anh chị. Cục chuyển nè. Có cái cục chì nữa. G14 150. Cái này cũng giống cái kia. Có thương hiệu nè anh chị. À cái kia là cái chân kiểu này, còn cái này là cái chân kiểu này anh chị ha. Có cầu chì, nó có kèm cầu chì nữa nè. Trăm rưỡi luôn. G15 200. Cái này bằng thủy tinh nha anh chị. Thủy tinh rất là dày. Này xài pin. Hai cục pin tiểu. Thời gian nó ghi là 6 giờ. Mắt in China nè. Điện sáng thế này anh chị nha. Xài pin. Cái này 200. Này thủy tinh nhưng mà khá là dày nha anh chị. Này cao tới 17 xăng. Đường kính đáy thì nó 8 xăng rưỡi. Ở giữa đây nó rộng hơn nè. 200 cái này. Tương đối đẹp ha. G16 120. Cái áo mưa. Áo mưa này chắc này thì mỏng nha anh chị. Nhưng mà được cái kiểu nó cũng khá là đẹp. Này đây, Home Thing. Nó in ở ngoài thôi, trong áo mưa như em để ý là không có. Cái vành nó thế này. Áo mưa kiểu trong. Mặc đây cũng dễ thương. 120. Có hai cái túi hai bên. Nút của nó là nút gài. Cái nút gài này nó không có dây kéo nha. Cái phần tay của nó nè anh chị. Nó may cũng khá là kiểu. Đây phía sau nó thế này, không biết để làm gì nè. Để đựng ba lô hay là gì không biết nè. Có cái vết. Chỗ này có vết rách nè. Kéo kéo sao nó có một cái vết chỗ này anh chị. Không thấy thì thôi, thấy là xeo nha. Có cái vết chỗ này chút xíu nè. Xeo còn 80 đi anh chị ơi. Thôi 80 lỗ. 90 đi. Mẫu này sale còn 90 nha. 120 sale 90. G17 150. Cái chất này thì dày dặn nè anh chị. Chất này, cái này em bán nhiều rồi, còn sót vài cái thôi. Còn sót một cái này thôi chứ không phải vài cái nữa. Cái mũ của nó nè. Vành cứng chắc của nó nè. Cái này là áo mưa chui ha, xài tay. Áo mưa cá nhân chui. Này thì đi mưa với lại đi thời tiết lạnh thì ok lắm. Em chỉ có màu hồng thôi, nó có viền dạ quang nữa. Phía sau lưng có dạ quang nữa. G18. G18 20.000. Cái đĩa trắng. Một cái. Đây anh chị. Đĩa này mua về chép nhạc, chép đồ nè anh chị, chép thông tin nè. Này hàng Nhật. Cái này không biết sản xuất ở Trung Quốc hay chỗ đâu. Này chữ Nhật nè anh chị.
Đĩa này hình như em có tầm khoảng 10 cái. Không thấy chữ Nhật. Không thấy Made in ở đâu nha anh chị. Này hàng sản xuất ở Nhật luôn. G18. Em còn sót cái này. Mẫu này là G28. G29 nha anh chị. Cái này là cái bàn phím Bluetooth 150, sạc pin, bàn phím kết nối với máy tính, với điện thoại. Cái này em kết nối thử rồi ha, Android, Windows, iOS. Này, tem dán phía sau Nhật nè, iOS, Android. Chết rồi, nó lên gì Siri trời. Rồi đây, em nó có kết nối với cái điện thoại em. Hồi nãy nó có kết nối với cái điện thoại em rồi, em chưa thoát ra. Cái này 150 nha anh chị. Tí nữa tắt cái video à. Đây. Mẫu nó đẹp, ngang nó nhỏ nhỏ thôi, kết nối với điện thoại anh chị nè, mà chat nhiều quá, đánh gõ văn bản nhiều quá. Mẫu này ngang nó là 25, cao là 15 cm, rộng nó là 15 cm. G19, một cái bao da cho iPad, màu này là màu da nha anh chị, bao da cho iPad đây. Cái này nó hơi, cái này xài sao ha. Cái bao da cho iPad này nó hơi dính bẩn xíu nha anh chị. Điện thoại nó vô chế độ gì mà nó tự tắt. Đây, ngang là 20, dài là 25 cm, ngang là 18,5 cm. Ngang là 18,5 cm. Chỗ này có hết 500. Ồ, không có hết 500 đâu. Em thấy nó không có hít mạnh đâu. G20. Cái vòi sen của Nhật sản xuất nha anh chị. Made in Japan. Bộ vòi sen này có tem, có giấy rồi. Nó có nhiều chế độ, có bộ lọc. Tháo ra chỗ này. Này nó có cái ngàm. Ở dưới này nó có cái hệ thống lọc của nó nữa ha. Đây. Hệ thống lọc nữa. Chất của này là chất bằng nhựa nha anh chị. Nó bằng nhựa chứ nó không phải bằng inox đâu, nhựa nó sơn á. Cái đây thì mở thì nó có thể ngã lên ngã xuống được. Xoay các chế độ. Kèm mấy cái ron, mấy cái vặn. Hàng mới full hộp luôn ạ. G21 150. Cái ốp điện thoại cho iPhone X. Kéo ra y chang cái điện thoại luôn á. Tưởng mua được cái điện thoại mới ghê chứ. Này. Cho iPhone X nha anh chị. X chứ không phải XS. Ngang nó là tầm 15,5. Rộng là 8 cm. Đây full hộp.
này mở sao trời. Cái bên này mở được luôn anh chị, không biết em không biết cái nó mở bằng cách nào. Đây. Trong này có dây có đồ ha. Ốp. Nó có cái ron ta. Không phải cái ron, cái này bằng nhựa. Này dùng để chống thấm nước thì phải mọi người. Giống như để chống thấm nước. Này để đi bơi. Đây này. Có chỗ này nhưng mà thấy nó có cái màn rồi. Cái này phía sau. Lắp vô khá là cứng á. Này chắc để chống thấm nước, để em xem nè. Này. Washer nè. Chống thấm nước, chống va chạm. Này đi bơi ok ha. Mẫu này em bán 150. Lắp vô. Đây để cho đi vận động mạnh rồi á. Đi chơi vận động mạnh xài mấy cái này ok. G21, G22 150 cái này. Cái dây cho dây nối ga. Dây nối bếp ga. Hàng Nhật. Cái này chắc gia công ở Trung Quốc. Chữ Nhật mà. Nối bếp ga nè anh chị. Đây Dunlop. Thương hiệu của nó là Dunlop. Hiệu Dunlop thương hiệu khá là nổi tiếng. Có cái ngàm này nữa nha anh chị. Có hai cái ngàm. Sợi dây. Mẫu này 150. Những cái này để nhà xài thì tiếc anh chị, bán thì không nhiều. Mà để xài thì tiếc. G23 200. Cái mẫu đồ chơi. Mẫu đồ chơi này dành cho các bé nam lớn lớn xíu anh chị. Chứ cái này mua nhỏ quá là mình chơi chứ không phải em bé chơi nha. Nguyên cái mô hình tự tháo lắp. Hai bộ. Nhà em cũng có con nít mà con em nó không chơi được cái này. Chơi cái này mình mất công mình lắp thêm. Đây, nó nguyên bộ và nó có cục sạc pin. Có tem chữ Nhật nè. Izumi Japan. Nhưng mà hàng này gia công ở Trung Quốc ha. Ở bên trong này thì nó có cục pin năng lượng mặt trời. Đây. Cục pin năng lượng mặt trời. Một số hướng dẫn. Mười ba in một, xếp 13 cái mô hình gì đó trong một cái bộ. Pin trời mưa là không được. Pin năng lượng mặt trời. Mẫu này 200. Mẫu này em còn 2 bộ. Sản xuất ở Trung Quốc nè. Có các tem của các nước. Cái chữ này không biết của nước nào nữa. G23, G24. G, bỏ cái này qua em sợ rớt bể. À, cái mẫu này nó có tróc sơn đây nha anh chị. Có miếng tróc sơn màu đen.
cái sơn màu đen này nó bị tróc xíu. G24 cái bộ thông bồn cầu 120. Thông bồn cầu và vệ sinh. Đây, gắn vào thông bồn cầu và mấy cái đồ chà vệ sinh nữa. Đồ chà vệ sinh là ok đó nè. 120.000. Cái này là gắn chung với nhau nè. Khi xài ngóc ngách thì xài bằng cái này. Còn muốn chà nhiều thì gắn chung vào ha. Đấy. Nguyên bộ bàn chải của nó. Bộ này thì 120 thôi. G24, G25. G25. Bộ đánh nhạc, bộ đánh nhịp. Mẫu này bán 300 anh chị. Trên mạng Shopee nó bán thì tầm khoảng nhiêu ta, 400-500 gì đó. Còn bên Amazon này, em mua bên Amazon Nhật thì nó tầm cả triệu, hơn triệu lận nha anh chị. Này tem Nhật nè. Không có, có chữ Amazon không? Có cái thùng, nguyên cái thùng của Amazon. Đây. Mẫu này lúc nãy em quên, không biết cách mở nè. Cái hộp này phải mở ra được. Tức ghê, cách mở nó sao trời. Đây, kéo mạnh xíu. Rồi nó chảy sao ta. Cái này ông chồng em ông xài rồi, chết cha. Không biết cách chạy. Ông xài em nghe, à đây. Đây nó gõ nhịp để đánh bài anh chị. Để đánh nhạc. Nè, có kéo dây ra. Mấy cái thông số này nó chỉ nó in nổi lên nha anh chị. Hàng thương hiệu này. Này dùng để đánh nhạc, để học chơi đàn, đánh nhịp. Để không bị trật nhịp. Xài bằng code. Ok. Có chữ dập nổi dưới này ha. Này cổ đất nè anh chị. Mẫu này em bán 300. G26. G26 cũng 300. Tem chữ Nhật. Nó là cái bộ để iPad. Máy tính. Để iPad nè, máy tính nè. Cái này nó chất liệu của nó bằng nhôm anh chị, nó sẽ giúp tản nhiệt nữa. Cái hộp nó hơi xấu một xíu. Đây. 300.
cứng chắc ha, hàng thương hiệu Boyata. Đây, gác iPad. Rồi máy tính làm việc 30. Rộng của nó là 22 xăng. G27 400 ạ. G27 là cái thùng đựng máy giặt. Mẫu này nhỏ nha anh chị, nhỏ hơn cái đợt trước nó to hơn. Đây, nó có cái bộ này. Chất nhựa nó thế này ha. Nối thanh của nó là thanh vuông nè. Thanh vuông cái đoạn này nó khoảng 20. Cái thanh nối vô khoảng 35. 35 cho đoạn nối vô khoảng là còn 30 đi 20. 50. 50 khoảng 70 60 á. Nói chung loại này thì hai chân nè. Nó nhỏ hơn cái bữa trước xíu. Cái bữa trước nó dày nó chắc hơn. Cái này 400 thôi ạ. Bộ máy giặt G28. G28 bộ này nhỏ hơn bộ kia luôn, nhưng mà anh chị phải lắp cái chân vào luôn ha. Đây, lắp cái chân vào. Chất nhựa nó cũng không có bằng luôn. Bánh xe ok, nó 300 cái bộ này. Bánh xe thì cứng chắc, nặng tay. Có nguyên bộ để mình lắp vô nha anh chị. Rồi có cái thanh ở dưới này. Bộ này cái phần này nó khoảng 18 xăng. Nhỏ hơn cái kia một xíu nữa. Này thanh ngang của nó ở dưới này. Thanh ngang nó tầm khoảng 39 xăng. Thanh có chữ dập chữ ở đây. Rồi kéo nó rách luôn rồi. Đây. Rồi sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.